Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Với bạn nào chưa biết thì cô tên là Phương và cô rất vui được đồng hành với các con trên hành trình chinh phục kiến thức tiếng Việt lớp 3. Các con ạ, ngày hôm nay cô trò mình sẽ đến với một bài tập đọc mang tên Anh Đom Đóm của nhà thơ Võ Quảng. À, đom đóm là một loại bọ cánh cứng. Vào buổi đêm thì bụng đom đóm phát ra ánh sáng lấp lòe đấy các con ạ. Và anh đom đóm trong câu chuyện này thì vào buổi đêm mang đèn đi gác cho mọi người ngủ. Và ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng khám phá bài tập đọc Anh Đom Đóm để tìm hiểu về cuộc sống về đêm ở nông thôn thì thú vị như thế nào nhé. À, nhắc tới cái tập đọc thì cô trò mình cũng sẽ có 3 hoạt động chính như sau. Hoạt động thứ nhất là luyện đọc đúng, hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài và hoạt động thứ ba là luyện đọc hay. Bây giờ cô mời các con cùng cô bước sang hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng nhé. Như thường lệ cô sẽ đọc mẫu một lượt bài tập đọc này, các con chú ý lắng nghe. Anh đom đóm, mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Tiếng chị cò bợ, dù hỡi dù hời, hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím vạc, lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm, long lanh đáy nước. Từng bước, vung ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng, như sao bừng nở. Gà đâu rộn rịp, cái sáng đằng đông, tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ. Như vậy các con đã lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Anh Đom Đóm. Để có thể đọc hay và trôi chảy thì các con cần phải chú ý đến những từ khó đọc có trong bài nhé. Cô có 3 từ như sau: long lanh, cò bợ, rộn rịp. Cô mời các con cùng đọc lại những từ này với cô nào. Long lanh, cò bợ, rộn rịp. À, ngoài việc đọc đúng các từ khó đọc có trong bài thì cô trò mình cũng cần phải chú ý tới cách ngắt nghỉ câu đúng không nào? Các con sẽ nghỉ hơi đúng sau các dòng thơ này, các khổ thơ và các dấu câu giữa dòng. Và trên đây chính là cách ngắt nhịp. À, để đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này thì các con cần phải chú ý tới đọc đúng các từ khó đọc có trong bài đúng không nào? Cô có 3 từ: long lanh, cò bợ, rộn rịp. Cô mời các con đọc lại những từ này với cô. Long lanh, cò bợ, rộn rịp. À, ngoài việc đọc đúng các từ khó đọc có trong bài thì cô trò mình cũng cần phải chú ý tới cách ngắt nghỉ câu đúng không nào? Các con sẽ nghỉ hơi đúng sau các dòng thơ và các dấu câu giữa dòng. Trên đây chính là cách minh họa cho một khổ thơ mà cô đã lựa chọn. Các con đã rõ chưa nào? À, ngoài việc đọc đúng này, các từ khó này, ngắt nghỉ câu, cô trò mình cũng cần phải hiểu các nghĩa các từ khó có trong bài đúng không? Khi hiểu nghĩa các từ này rồi thì khi tìm hiểu bài chúng mình sẽ thuận lợi hơn đấy. À, cô có từ đầu tiên chính là đom đóm. Như cô đã giới thiệu thì đom đóm là một loại bọ cánh cứng này, bụng phát ra ánh sáng lập lòe và hoạt động về đêm. Trên đây chính là hình ảnh của một con đom đóm các con ạ. Tiếp theo cô có từ chuyên cần. Chuyên cần nghĩa là chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn. Cò bợ là loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ. Trên đây chính là hình ảnh của một con cò bợ. Các con đã nhìn thấy cò bợ bao giờ chưa? Và cuối cùng chính là vạc. Vạc là loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm. Trên đây chính là hình ảnh con vạc các con ạ. Chúng mình cùng chú ý nhìn thấy đây, khi nào nhìn thấy vạc thì chúng mình nhận ra nhé. Và vừa rồi cô trò mình đã cùng nhau hoàn thành hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Bây giờ cô mời các con cùng cô bước sang hoạt động thứ hai, hoạt động tìm hiểu bài nhé. À, với hoạt động tìm hiểu bài thì câu hỏi đầu tiên sẽ là anh đóm lên đèn đi đâu? À, để trả lời được câu hỏi này thì cô mời các con hãy đọc lại cho cô khổ 1 và khổ thứ 2. Cô trò mình cùng nhau đọc. Mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. À, như vậy là chúng mình thấy là anh đóm lên đèn để đi gác cho mọi người này. Suốt đêm anh chỉ lo cho giấc ngủ của mọi người thôi. Câu hỏi đầu tiên trong phần tìm hiểu bài là anh đóm lên đèn đi đâu? Để trả lời được câu hỏi này thì cô mời các con hãy đọc lại cho cô khổ 1 và khổ 2 trong bài nhé.
Các con đã có câu trả lời cho câu hỏi này chưa? Câu trả lời của câu hỏi này chính là: anh đóm lên đèn đi gác, suốt đêm anh lo cho giấc ngủ của mọi người. À, câu trả lời này được thể hiện qua khổ thơ sau: mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Như vậy là chúng ta thấy được là suốt cả buổi đêm thì anh đóm chăm chú ấy, lên đèn đi gác, canh giấc ngủ cho tất cả mọi người, đúng không nào? Vậy các con hãy tìm cho cô, tìm từ tả đức tính của anh đóm trong hai khổ thơ 1 và 2. À, trong khổ thơ 2 có một từ tả đức tính của anh đóm đấy. Con đã tìm ra đó là từ nào chưa? Đó chính là từ chuyên cần đấy các con ạ. Trong phần chú giải thì cô đã giải nghĩa là chuyên cần nghĩa là chăm chỉ, đúng không? Một cách thường xuyên và đều đặn. Như vậy chúng ta biết được là bất đêm nào anh đóm cũng lê ngác, không một đêm nào là anh đóm nghỉ cả. Trong thực tế thì đom đóm thường đi kiếm ăn vào buổi đêm, và ánh sáng ở bụng của đom đóm giúp soi sáng để cho chúng dễ kiếm ăn hơn. Và trong câu chuyện này thì là anh đóm lại là người lên đèn đi gác cho tất cả mọi người đấy. Khi anh đóm lên đèn đi gác như vậy thì anh đã nhìn thấy rất nhiều cảnh vật trong buổi đêm. Vậy anh đóm đã nhìn thấy những cảnh gì trong đêm? Vậy trong thời gian anh đóm đi gác đêm thì anh đã bắt gặp rất nhiều cảnh trong buổi đêm đấy con ạ. Vậy anh đóm thấy những cảnh gì ở trong đêm? Để trả lời được câu hỏi này thì cô mời các con đọc cho cô khổ thứ 3 và khổ thứ 4 trong bài. Bây giờ cô trò mình cùng nhau đọc nhé. Tiếng chỉ cò bợ, du hỡi du hời, hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím bạc, lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm, long lay đáy nước. À, như vậy là đầu tiên anh đóm gặp chị cò bợ đúng không? Chị cò bợ thì đang du con ngủ, du hỡi du hời. Sau đó anh bắt gặp hình ảnh thím bạc thì đang lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông qua câu thơ ngoài sông thím bạc lặng lẽ mò tôm. Và cuối cùng thì anh bắt gặp thấy ánh sao hôm đang chiếu xuống dòng nước đang long lanh, bên cạnh sao hôm long lanh đáy nước. Vậy qua phần miêu tả thì chúng ta thấy được cuộc sống về đêm của các loài vật thật là bình dị nhưng cũng đầy sống động, đúng không các con? Các con ạ, trong bài thơ này có rất nhiều hình ảnh đẹp của anh đóm đấy. Vậy tùy theo cảm nhận của mình, các con hãy tìm cho cô một hình ảnh đẹp của anh đóm trong bài thơ nào. À, có rất nhiều hình đẹp mà chúng mình khó thể lựa chọn ra đúng không? Nên với cô thì đây chính là một hình ảnh đẹp của anh đóm trong bài thơ các con ạ. Vung ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở. Ngoài ra các con hãy ghi lại và vở những hình ảnh đẹp mà các con yêu thích nhé. Như vậy, theo các con, nội dung chính của bài tập đọc anh đom đóm này là gì? Cô có nội dung chính như sau: anh đom đóm rất chuyên cần và cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm thì rất đẹp và sinh động. Cô mời các con ghi lại cho cô nội dung chính của bài tập đọc này vào vở nào. Cô nhắc lại nhé: anh đom đóm rất chuyên cần, cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động. Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau rút ra được nội dung chính của bài tập đọc này và cũng đã hoàn thành hoạt động thứ hai, hoạt động tìm hiểu bài rồi đấy. Bây giờ cô mời các con cùng cô bước sang hoạt động thứ ba, hoạt động luyện đọc hay. Nhắc tới luyện đọc hay thì cô trò mình sẽ cần chú ý tới giọng đọc của bài, đúng không nào? Giọng đọc của bài tập đọc này sẽ là giọng nhẹ nhàng các con ạ. Ngoài ra, để đọc đều hay thì cô trò mình cũng cần phải chú ý tới những từ sau. Các con sẽ nhấn giọng vào những từ này khi đọc nhé. Lan dần, chuyên cần, lên đèn, rất êm, suốt một đêm, lặng lẽ, long lanh, vung ngọn đèn, quay vòng, rộn dịp và tắt. Các con đã gạch chân được những từ này vào sách giáo khoa chưa? Vậy bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau luyện đọc hai đoạn bài thơ anh đom đóm này nhé. Anh đom đóm, mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Tiếng chị cò bợ, du hỡi du hời, hỡi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím bạc, lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm, long lanh đáy nước. Từng bước, vung ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng như sao bừng nở. Gà đâu rộn rịp, gáy sáng đằng đông, tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ.
À, như vậy là các con đã lắng nghe cô luyện đọc hay bài thơ Anh Đom Đóm này rồi. Về nhà, ngoài việc ghi nhớ cho cô nội dung chính của bài tập đọc và luyện đọc thật là nhiều để có thể đọc thật là hay bài tập đọc Anh Đom Đóm này. Cuối cùng, hoạt động thứ 3 là hoạt động cuối cùng cho tiết đọc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong những tiết tập đọc lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.